Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Jesse MIS Education Skill Job. Các bạn thân mến, các bạn ở trong bài học ngày hôm nay, Jesse sẽ chia sẻ với các bạn phần kế tiếp của phần cách phát âm của nguyên âm i, chữ cái e. Các bạn, chúng ta đang trên cuộc hành trình để tìm cách giải thích về cách phát âm của chúng ta đối với mỗi từ vựng trong tiếng Anh nha các bạn ha. Các bạn thân mến, khi chữ E trong những bài học lúc trước chúng ta đã học chữ E kết hợp với các chữ cái giống như chữ D, chữ F và các chữ cái A vân vân. Bây giờ chúng ta sẽ học về quy tắc kế tiếp của phần ngữ âm của chữ E này. Đó là khi chữ E kết hợp với chữ M, chữ E kết hợp với chữ N và chữ E kết hợp với chữ O, chữ E kết hợp với chữ P. Các bạn chúng ta thân mến, wow, rất thú vị. Ví dụ khi chúng ta chữ E kết hợp với M thì chữ E của chúng ta sẽ phát âm là, ví dụ phát âm là M các bạn nhé. Ví dụ cái từ bên cạnh này, emu, emu, emu. Các bạn từ này nghĩa là con đà điểu nha, emu. Chữ E kết hợp với chữ N chúng ta phát âm này, en, en. Chúng ta phát âm này, and, end. Từ này các bạn, từ này có nghĩa là từ kết thúc, hoàn tất các bạn. Kết thúc hoặc hoàn tất. Khi chữ E kết hợp với chữ O này, chúng ta phát âm thành hai chữ ion, ion, ion các bạn nhận này, peony, peony này, ion, nhà này, ion. Io các bạn, io nè, i peony. Các bạn từ peony á, nó có nghĩa là từ hoa mẫu đơn nha các bạn, peony. khi chữ e kết hợp với chữ p các bạn, chúng ta phát âm này, i i nè, epic, hoặc là này, epic, 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 epic. Các bạn từ này có nghĩa là từ sử thi, sử thi giống như những câu chuyện đó các bạn, dài về lịch sử á, gọi là epic hoặc là epic. Chúng ta bắt đầu lại nhé, emu, emu, en, en, nè, ear, peony, peony, e, e. Epic, epic, epic. Các bạn thân mến, đó là bốn ký tự cách phát âm của chữ E, nguyên âm E. Các bạn thân mến, chúng ta đang trên cuộc hành trình để làm cho chúng ta dễ dàng hơn, có thể tiêu tốn vài giờ đồng hồ để nghe về những bài giảng này, thậm chí đến hàng vài giờ đi, nhưng ngược lại sau này dễ dàng hơn, sẽ tốt hơn nhiều các bạn ạ. Nè, em, emu, en, en, and, ear, peony, peony, ip, ep, epic, epic,
Các bạn thân mến, đây là những chia sẻ của Jesse ở trong kênh hướng dẫn học tiếng Anh miễn phí của MIS Education Skill Job về cách phát âm của nguyên âm E trong bảng chữ cái. Xin chào, tạm biệt, gặp lại các bạn ở trong đoạn video kế tiếp. Chúng ta còn hai đoạn video nữa sẽ hết cách phát âm của nguyên âm E. Tạm biệt các bạn.